Chào tất cả các bạn, thật tốt đẹp khi gặp lại tất cả các bạn tại kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video ngày hôm nay, Quốc Anh sẽ nói về hai phần. Phần đầu tiên là về dãy số thiên thần 107, vì hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2020. Khi mà chúng ta hiểu được rằng những thông điệp qua dãy số thiên thần này thì chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực để thu hút những nguồn năng lượng tốt đẹp vào trong cuộc sống của chúng ta, góp phần tạo nên một cuộc sống thịnh vượng và tốt đẹp hơn. Phần thứ hai, Quốc Anh sẽ chia sẻ về mối quan hệ linh hồn song sinh, năng lượng nữ tính và nam tính thiêng liêng. Trong mối quan hệ linh hồn song sinh, khi chúng ta cân bằng hai nguồn năng lượng này thì chúng ta sẽ tạo nên sự liên kết mạnh mẽ giữa hai nửa linh hồn và dẫn đến sự đoàn tụ ở vật lý. Đầu tiên, Quốc Anh sẽ nói về dãy số thiên thần 107, sự biến đổi thiêng liêng trong cuộc sống của chúng ta. Trước tiên thì Quốc Anh sẽ nói từng con số trong dãy số thiên thần này. Đó là con số 1, 0 và 7. Số 1, nó có nghĩa là sự khởi đầu của một khía cạnh của cuộc sống của bạn. Con số này cho phép bạn phát triển các động lực và trực giác, sẽ cho phép bạn thành công trong cuộc sống. Số 1 biểu thị tính cá nhân, kỹ năng lãnh đạo, sự lạc quan và tính tích cực. Đối với con số 0, là một số đại diện cho một thực thể lớn, đó là một biểu tượng của sự thánh thiện. Số 0 là một con số tâm linh, nó cũng biểu thị sự hư vô và sự bắt đầu và kết thúc của một cái gì đó. Thông qua con số này, bạn cảm thấy một kết nối tâm linh cao nhất. Còn đối với con số 7, cũng là một con số tâm linh, nó gắn liền với những món quà trực giác và tinh thần như khả năng ngoại cảm, kiến thức huyền bí và khả năng hành động trong khả năng tâm linh. Con số này làm tăng khả năng tâm linh mà bạn sở hữu ngay khi bạn bắt đầu nhìn thấy nó. Khi chúng ta nhìn thấy dãy số 107 ở tất cả thời gian trong các hoạt động hàng ngày bình thường của chúng ta, cho chúng ta hy vọng rằng ai đó đang tìm kiếm chúng ta. Điều này ai đó muốn chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thiên thần thông qua con số này mang lại tin tốt cho chúng ta và những người mà chúng ta yêu thương và quan tâm. Đó là một dấu hiệu cho thấy vũ trụ đang cho chúng ta một cơ hội khác để tạo ra thứ gì đó từ cuộc sống của chính chúng ta. Bạn sẽ phải chấp nhận một thái độ tích cực cho phép bạn phát triển trí tuệ và sự sáng suốt tuyệt vời, sẽ cho phép bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Đây là thời gian để bạn làm cho vòng tròn bạn bè của bạn nhỏ lại, chỉ giữ những người bạn hài lòng với sự tiến bộ của bạn, những người bạn luôn ở bên cạnh bạn cho dù bạn đang ở trong tình huống nào. Thiên thần 107 khuyến khích bạn bỏ đi tất cả những đặc điểm xấu cản trở bạn tiến lên phía trước và đạt được thành công lớn. Thiên thần hộ mệnh của bạn muốn điều tốt nhất cho bạn. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng bạn phát triển mạnh. Bạn không nên để sự bất an cản trở thành công của bạn. Dựa vào thiên thần 107, biểu tượng thiên thần, bạn là một người độc lập khi nói đến vấn đề tình yêu. Cuộc sống tình yêu của bạn thật tuyệt vời vì bạn coi trọng tình yêu. Con số thiên thần này thúc giục bạn nên dành tình yêu cho những người mà xứng đáng có được tình yêu của bạn. Bạn được dẫn dắt bởi đam mê và trực giác để lựa chọn tốt và bạn đưa ra lựa chọn xung quanh những người sẽ giúp bạn phát triển. Bạn là kiểu người cần người phối ngẫu hoặc bạn đời, người sẽ chia sẻ những phẩm chất và đặc điểm mà bạn sở hữu.
Thiên thần hộ mệnh của bạn có mặt trong cuộc sống của bạn để hướng dẫn bạn đi đúng hướng. Khi trong một mối quan hệ, bạn rất tự hào về người bạn đang hẹn hò. Số thiên thần này có liên quan đến sự tự lực và tự tin. Các thiên thần thông qua con số này đang cung cấp cho bạn sự can đảm mà bạn cần để mang trái tim của bạn đến với trái tim. Đây cũng là thời gian để bạn bắt đầu lại và bỏ lại cuộc sống lộn xộn phía sau. Bây giờ bạn sẽ làm cho những điều quan trọng trở thành ưu tiên bằng cách chỉ tập trung vào những điều sẽ phát triển bạn. Sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của bạn để nhào nặn tương lai của bạn. Cõi thần linh đang cho bạn sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của mình và tạo dựng tên tuổi cho chính mình. Thứ hai, con số thiên thần này khuyến khích bạn không mất tập trung và hy vọng vào những điều vẫn chưa xảy ra. Đừng bỏ cuộc khi bạn bắt đầu đối mặt với thử thách trên hành trình hướng tới thành công. Thiên thần hộ mệnh của bạn ở bên cạnh bạn vì một lý do. Thiên thần cho bạn sự can đảm và sức mạnh để có thể vượt qua bất cứ điều gì xảy ra theo cách của bạn. Bạn nên hiểu rằng ước mơ của bạn càng lớn thì càng khó đạt được tất cả chúng. Nhưng bạn phải cố gắng. Ưu tiên những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn trước khi tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, chấp nhận rủi ro sẽ đi một chặng đường dài trong việc cho phép bạn thành công. Rủi ro có để làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Không có rủi ro, không ai có thể đạt được sự vĩ đại. Để lại tất cả những điều không chắc chắn phía sau và tập trung vào cuộc sống của bạn. Thiên thần số 107 đến với bạn như một sự đảm bảo rằng tất cả những nỗ lực của bạn sẽ chỉ được đền đáp nếu bạn đi đúng hướng. Thiên thần sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn những lúc cần thiết. Ôm lấy thông điệp của họ và bạn sẽ không hối hận về quyết định của mình. Các thiên thần chấp nhận con người bạn đã trở thành. Họ chúc mừng bạn về những điều bạn đang làm. Họ muốn bạn tiếp tục làm những gì bạn đã thực hành vì điều đó làm họ hạnh phúc. Thiên thần muốn bạn biết bạn có quyền đưa ra quyết định mà bạn đã chọn. Nhìn thấy biểu tượng 107 ở khắp mọi nơi là một dấu hiệu của sự lạc quan. Đó là một cách của vũ trụ để nói với bạn rằng bạn nên ngừng lo lắng, bạn nên nhớ lo lắng là một dự đoán về sự thất bại. Điều này sẽ cản trở những điều tốt đẹp xảy ra. Chỉ cần giữ bình tĩnh và các hướng dẫn tinh thần sẽ chăm sóc tất cả mọi thứ. Bạn cần hiểu tầm quan trọng của bạn đối với vũ trụ. Giá trị của bạn lớn hơn bạn từng nghĩ. Đây là thời gian để phục vụ một mục đích lớn hơn của bạn. Số thiên thần 107 là một biểu tượng của ánh sáng. Bạn phải chiếu sáng cho mọi người trong bóng tối, sử dụng kiến thức của bạn và sự khôn ngoan để giúp đỡ người khác. Bạn có ánh sáng và các thiên thần đang yêu cầu bạn sử dụng nó và không ích kỷ. Bạn đã được chọn để mang theo ngọn đuốc, vì vậy hãy chỉ cho người khác đường đi. Thiên thần số 107. Nó có số 7 là số thuần túy. Con số này cho thấy đó là thời gian may mắn của cuộc đời bạn như dự đoán. Số thiên thần này là tất cả về sự giác ngộ tâm linh và khả năng thành công với sự trợ giúp của các thiên thần. Theo biểu tượng 107, con số này cũng biểu thị sự biến đổi thần thánh, sự biến đổi thiêng liêng. Theo nghĩa, các thiên thần ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn để nó thay đổi tốt hơn. Bạn không thể đạt được bất cứ điều gì đáng kể khi bạn đắm mình trong vùng thoải mái của bạn. Ra khỏi vùng thoải mái của bạn và làm một cái gì đó có ý nghĩa với cuộc sống của bạn. Sử dụng bản năng và trí thông minh của bạn để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho chính mình. Đừng dựa vào những việc làm và nỗ lực của người khác, mà hãy nuôi dưỡng một hệ thống làm việc chăm chỉ để biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Ước mơ của bạn sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu bạn có dấu hiệu quyết tâm và lạc quan. Bạn là người duy nhất có chìa khóa cho số phận của bạn, kiểm soát cuộc sống của bạn và tận dụng tốt nhất cho nó. Lắng nghe bản năng của bạn và ngoan ngoãn làm những gì
trái tim đang bảo bạn làm. Chướng ngại vật và thử thách sẽ đến theo cách của bạn, nhưng các thiên thần của bạn sẽ bảo vệ và hướng dẫn bạn. Đó là thông điệp về dãy số thiên thần 107. Tiếp theo, Quốc Anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về mối quan hệ linh hồn song sinh, cân bằng năng lượng nữ tính và nam tính thiêng liêng trong mối quan hệ này. Trải nghiệm linh hồn song sinh hoàn toàn hấp dẫn từ góc nhìn tràn đầy năng lượng và được tổ chức hoàn hảo, trong khi phần con người trong chúng ta phải vật lộn với nó một cách mãnh liệt. Hãy dành thời gian của bạn để tích hợp nó, cảm nhận những gì cộng hưởng. Bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn và có được một bức tranh đầy đủ hơn. Linh hồn song sinh không chỉ ở đây để cân bằng các khía cạnh năng lượng tâm linh của họ. Họ chủ yếu ở đây để thể hiện các mẫu năng lượng mới của tình yêu vô điều kiện. Và thời đại đó mới chỉ bắt đầu. Linh hồn song sinh có cần nhau để trở nên toàn vẹn hay không? Và đây là lý do tại sao cuối cùng họ phải đoàn kết lại. Đây chính xác là nơi nhiều người vẫn bị mắc kẹt. Với ý tưởng này trong đầu, mọi thứ họ làm, họ chỉ làm vì mục đích đạt được sự hợp nhất. Đó là một niềm tin và hành vi có điều kiện dựa trên sự thiếu thốn. Nếu bạn làm tất cả công việc này, bạn sẽ đạt được sự hợp nhất. Chừng nào chúng ta vẫn nghĩ mình cần phải đạt được điều gì đó, chúng ta sẽ không hành động từ một nơi trọn vẹn và không ở hiện tại. Nhưng chúng ta đang đến từ một nơi thiếu thốn và sợ hãi. Chìa khóa là tìm sự cân bằng bên trong và đạt đến trạng thái thực sự vô điều kiện. Một trạng thái khi chúng ta không cảm thấy bất kỳ nhu cầu hoặc sự gắn bó nào nữa. Khi chúng ta không cảm thấy chúng ta cần phải đạt được một cái gì đó để được hoàn thành. Khi chúng ta không gắn bó với bất kỳ kết quả nhất định nào, nhưng mở ra cho tất cả các khả năng. Chìa khóa là tìm sự cân bằng bên trong và đạt đến trạng thái thực sự vô điều kiện. Tất cả chúng ta đều biết hành trình này khó khăn như thế nào. Chúng ta thường trải qua những thăng trầm dữ dội như thế nào. Tự hỏi tại sao chúng ta phải trải qua điều này và liệu điều này có bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta càng tìm hiểu về bản thân, chúng ta càng tìm hiểu về động lực và mục đích thực sự, nó càng dễ dàng điều hướng. Rung động tích cực được nâng cao cho đến khi chúng ta truyền cảm hứng và hỗ trợ nhiều người khác trải qua quá trình thăng thiên. Để có thể làm như vậy và tận hưởng cuộc sống một lần nữa, chúng ta cần khám phá lại sự toàn vẹn của mình, tạo ra sự kết hợp thiêng liêng bên trong. Để có sự kết hợp hài hòa của năng lượng nam tính và nữ tính trong chúng ta và có thể thể hiện đầy đủ chúng thông qua cơ thể vật lý của chúng ta. Sự hiện thân, đoàn tụ vật lý như một cặp chỉ có thể khi các cá nhân đã đạt được sự liên kết và cân bằng hoàn toàn trong năng lượng nam tính và nữ tính và đã chuyển hoàn toàn sang tần số cao hơn của chiều thứ 5. Chỉ khi đạt được sự cân bằng bên trong bởi phần nữ tính hơn, quá trình mở cửa trái tim mới có thể được khởi động cho phần nam tính hơn. Đó chỉ là cách các nguyên tắc năng lượng làm việc. Trong mối quan hệ linh hồn song sinh, có một sự cân bằng thiêng liêng giữa nam và nữ. Khi hai nửa song sinh đã cân bằng hai mặt nam tính và nữ tính của họ và đã đạt được cảm giác mạnh mẽ về bản thân và sự trưởng thành về tinh thần, sau đó họ sẵn sàng cho cuộc hội ngộ lâu dài. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, hầu hết họ thường trải qua cái thường được gọi là điệu nhảy của cặp song sinh. Bởi vì trong quá trình giữ thăng bằng, một động lực đẩy và kéo được tạo ra giữa các phần của toàn bộ, do đó tách chúng ra. Nhưng sự tách biệt chỉ là một ảo ảnh trong 3D. Họ không bao giờ thực sự tách biệt với nhau. Tất cả điều này xảy ra trong một kết nối linh hồn song sinh vì một lý do và được hướng dẫn bởi linh hồn của chúng ta.
Linh hồn song sinh cho thấy chính xác các tình huống với nhau và họ cần chữa lành và phát triển. Và đó là lựa chọn của chúng ta dựa trên ý chí tự do, cho dù chúng ta có chấp nhận hay không. Cặp song sinh trải qua giai đoạn có thể là khó chịu, cảm thấy khó khăn, có nghĩa là buông bỏ tất cả những gì chúng ta từng tin là đúng. Nó yêu cầu thay đổi cuộc sống lớn từ chúng ta. Nó muốn chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và vượt qua chúng để loại bỏ chúng. Nó đau đớn thầm lặng, nhưng tất cả đều đáng giá. Điều đó có nghĩa là có sự trưởng thành về mặt tinh thần. Nó có nghĩa là chỉ để nuôi dưỡng, tôn vinh và cân bằng cả hai mặt của bản chất của bạn. Tất cả đàn ông và phụ nữ giữ cả hai khía cạnh nam tính và nữ tính bên trong. Cách duy nhất để chúng ta thực sự có thể cân bằng sự thức tỉnh tâm linh của mình là hòa nhập cả hai mặt của bản chất là đàn ông và phụ nữ. Điều đầu tiên, đừng đàn áp hoặc giữ lại những điều làm phiền bạn. Khi bạn kìm nén, bỏ qua những điều làm phiền bạn và giữ sâu bên trong, nó sẽ tạo ra nhiều đau khổ hơn. Điều đầu tiên phải xảy ra để chúng ta đạt được sự cân bằng thực sự là phải cởi mở với ý thức rằng điều đó là có thể. Thứ hai, buông bỏ phán xét. Cũng quan trọng để phát hành bất kỳ nhận thức về ý nghĩa của một người đàn ông hoặc phụ nữ. Hãy từ bỏ các đánh giá về tuổi tác, chủng tộc, giới tính hoặc nền tảng xã hội, các quy tắc văn hóa. Thứ ba, chuyển đổi cảm xúc mãnh liệt của bạn và mức năng lượng cực cao thành thứ gì đó hữu ích và sáng tạo cho bạn và những người khác. Bằng cách nhảy, chạy, viết, vẽ, đạp xe, sáng tác, tập thể dục và đi bộ có thể giúp giải phóng những mức cao và mức năng lượng mãnh liệt này và biến chúng thành thứ gì đó có thể giúp truyền cảm hứng và hữu ích cho bạn, cho cộng đồng của bạn và những người khác. Ngoài ra, chúng ta cần chấp nhận những năng lượng mà chúng ta có thể cảm nhận được. Có những lúc chúng ta hoàn toàn dễ bị tổn thương và cảm xúc. Và chúng ta càng chấp nhận những năng lượng xa lạ, dù là phần nam tính hay nữ tính, chúng ta càng có thể giúp đỡ để mở ra nửa kia, để có thể lấy thêm năng lượng chính của chúng ta. Học cách chỉ chấp nhận nó, nắm lấy nó, và chỉ nói với bản thân rằng nó sẽ vượt qua. Nó chỉ là một hiệu ứng của việc cân bằng năng lượng và sẽ giúp nửa kia tiếp nhận nhiều năng lượng nữ hơn. Thứ tư, hiểu rằng không có sự tách biệt. Đây chỉ là ảo ảnh 3D. Chúng ta càng nhận ra rằng tất cả các công việc chữa bệnh mà chúng ta làm cho sự phát triển của chúng ta thực sự là chúng ta đang làm cho hai phần của toàn bộ. Khi chúng ta thực hiện công việc loại bỏ và nâng cao năng lượng của mình, linh hồn song sinh cũng điều chỉnh lên cấp cao hơn. Chúng ta truyền cảm hứng cho người khác một cách hăng hái, và khi điều đó xảy ra, cặp sinh đôi tăng năng lượng của nó lên cùng tần số năng lượng cao nhất có thể khi ở trong một cơ thể vật lý. Trận đấu tràn đầy năng lượng này rất quan trọng để có thể đoàn tụ. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, chúng ta bị chặn mạnh mẽ để đến với nhau. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta trải qua rất nhiều trở ngại và hành vi kỳ lạ khi phấn đấu cho một cuộc hội ngộ. Thứ năm, hãy quyết đoán và nói lên sự thật của bạn. Quyết đoán là tôn trọng bản thân và nhu cầu của bạn. Biết rằng nhu cầu và ý kiến của bạn cũng có giá trị như bất kỳ ai khác. Nó cũng là một phần của tình yêu bản thân, điều rất quan trọng trong việc chữa lành tách đôi ngọn lửa. Bắt đầu bằng các bước nhỏ. Thứ sáu, thực hành yêu thương bản thân. Tình yêu bản thân rất quan trọng. Nếu bạn không yêu chính mình, làm thế nào bạn có thể thu hút những người yêu thương và tần số năng lượng? Nó có thể là một chút thách thức khi bắt đầu. Nó là một hành trình làm những việc mà bản thân tương lai của bạn sẽ cảm ơn bạn, như ăn đúng cách và tập thể dục, học những điều mới và làm những điều mà bạn yêu thích cũng rất quan trọng đối với tình yêu bản thân. Ngoài ra, những lời khẳng định cũng thực sự có ích. Nói những lời khẳng định thực sự có ích, như nói chúng với chính mình.
trong khi bạn đi dạo hoặc tập thể dục. Suy nghĩ là năng lượng, và bạn càng suy nghĩ và say sưa với chính mình, yêu thương và khẳng định tích cực với chính mình trong tâm trí, bộ não của bạn không còn cách nào khác ngoài tin chúng sẽ tạo nên năng lượng tích cực trong bạn. Thứ bảy, tha thứ cho bản thân và bất cứ ai làm tổn thương bạn trong quá khứ. Bằng cách giữ mối hận thù hoặc không tha thứ cho bản thân hoặc người khác, điều đó thực sự làm tổn thương bạn, vì bạn giữ tất cả sự oán giận đó và không để nó đi. Tha thứ là một trong những điều mạnh mẽ nhất mà chúng ta cần làm trên hành trình này, và nó giúp giải phóng sự tiêu cực, giải phóng những chấp trước cũ, tăng sự chấp nhận và chữa lành vết thương cũ. Hãy sẵn sàng tha thứ về mặt năng lượng bất cứ khi nào chúng ta có sự tương tác giận dữ hoặc tổn thương với ai đó, năng lượng của chúng ta bị rối tung, và cho đến khi chúng ta gỡ rối cho họ bằng cách giải phóng và tha thứ cho họ. Một cái gì đó mà bạn có thể làm để giúp đỡ, đang viết một lá thư cho chính mình hoặc người mà tổn thương bạn và nói với họ hoặc bạn mọi thứ bạn cảm thấy, và sau đó đốt nó. Cũng bằng cách nhìn vào gương và nói rằng tôi cũng tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Bất chấp tất cả sự gián đoạn mạnh mẽ của tập thể, chúng ta cần quản lý sự cân bằng của chính mình để hoạt động đúng và làm những gì chúng ta đến đây để làm. Bằng cách yêu thương bản thân và chia sẻ nó với mọi người trên khắp hành tinh của chúng ta, và chúng ta thấy rằng đằng sau bức màn ảo giác về sự chia ly của chúng ta, và chúng ta cảm thấy tình yêu vô điều kiện dành cho nhau rất mạnh mẽ, biết rằng không có gì có thể tách rời những gì thuộc về nhau. Khi chúng ta tận hưởng cuộc sống và cảm thấy được yêu thương bởi vì chúng ta hoàn toàn là chính mình, cánh cửa mở ra cho một cuộc hội ngộ có thể trong thể chất. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Khanh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Sau khi lắng nghe video, các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn bên dưới video, vì đó là sự cộng hưởng tích cực để cho tất cả chúng ta hướng đến một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện linh hồn song sinh của các bạn và những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống qua hộp thư email saohealing777@gmail.com mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới video. Ngoài ra, các bạn có thể like trang fanpage Squid Flame 1177 Linh hồn song sinh, bởi vì ở đây Quốc Anh sẽ có những buổi livestream trực tiếp về những chủ đề khác nhau và có sự tương tác với tất cả các bạn ở trang fanpage này. Sau khi xem video, các bạn có thể đăng ký để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Quốc Anh chúc cho tất cả các bạn sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.